cày lên. Chừng nào một lớp ba về đó cái mình phải làm cho ba bất ngờ, hiểu chưa? Dạ. Ừ. Rồi bây giờ nè con dạ. Khoan khoan để đi. Bây giờ mày lo mày đứng một vòng cho má coi coi mặc đồ đẹp không. Rồi cái chuyện này để sau đi. Quay coi. Nó nghe nè con còn trẻ còn khỏe mà đâu phải như bà già đâu mà con quay con lết vậy à. Mà phải quay một vòng cho thiệt khí thế đó coi. Trời ơi, hôm bữa má mới dặn con nè, con gái là phải quay từ từ, quay một phạt một cái là tóc hết váy lên rồi sao, đúng không? Ờ ha, má dặn con mà không quên. Đúng rồi. Rồi bây giờ một lát á má đi vô trong. Dạ. Rồi cái con ở nhà ở ngoài này con cắm nến cho đàng hoàng nghe chưa. Ờ rồi sẵn tiện á con gọi điện thoại cho ba, con kêu là ba phải nhớ về đúng giờ chứ không thôi ổng không biết rồi cái ổng lo hợp hành hay là ổng lo nhậu nhẹt bạn bè ổng không về trễ nghe chưa. Dạ. Ờ má ơi, hôm nay sinh nhật của ba mà sao má kỳ quá à. Nãy giờ má lo sửa soạn má đâu thay đồ, một lát thay đồ cái là sẽ làm cho ba bất ngờ luôn. Má nói nghe nè, gì? Nhớ mặc đồ đẹp nha. Trời, khỏi nói. Giờ mới vô mới thay đồ nha. Rộng lẫy nha. Alo. Alo. Alo ba hả ba? Ba nè con hả con? Dạ. Ủa ba đang ở đâu vậy? Sao giờ này ba còn chưa về nữa? Ba đang đi làm con à. Ủa ba đang họp hả? Ủa họp hành gì con? Ủa ba đang đứng ngay góc ngã tư chạy xe ôm mà. Ủa nói vậy chú không phải của ba của con hả? Ủa nói vậy con không phải con của chú hả? Ủa vậy con gọi lộn số rồi hả? Dạ con. Ê con chú nói nghe nè. Dạ. Nói vậy là hôm nay là sinh nhật ba con hả? Dạ đúng rồi, hôm nay sinh nhật ba con, không định gọi điện thoại cho ba. Nói sẵn cuộc gọi lộn số vậy nè. Cái cho chú làm bài thơ chúc mừng sinh nhật ba con được không? Dạ được, con cảm ơn chú. Vậy chú làm bài thơ vui vui chúc mừng sinh nhật ba con nha. Dạ. Hôm nay sinh nhật ba con. Còn chú thì đang lon ton ngoài đường. Ngoài đường nhìn thấy mà thương. Tự nhiên chú té xuống mương cái đùng. Người ta nói chú bị khùng, thật ra là chú không khùng mà điên. Thơ của chú nó kỳ kỳ đó chú ơi. Kỳ kỳ quá hả con? Ờ thôi cấp máy cho chú đi. Khoan con. Sao nữa chú? Chú mua điện thoại qua nay không ai gọi cho chú á, nay con gọi nói chuyện chú vui một tí đi. Dạ. Sẵn đây cho chú hát bài hát chuột lỗi nha. Hát bài hát vui để chúc mừng sinh nhật ba con. Hát bài hát luôn hả chú? Ừ. Vui nha. Vui. Dạ, rồi hát đi chú. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đây pháo nổ dù. Chú, bữa nay sinh nhật ba con mà. Chú lộn, chú nhớ đám giỗ bà hàng xóm. Trời chú kỳ quá à. Thôi con cúp máy đó nha, để con gọi cho ba con nữa. Sinh nhật của ba mà hát cái gì kỳ cục quá. Mình chào bạn. Bạn có biết mình là ai không? Ủa bạn là ai mà sao bạn vô nhà mình vậy? Mình là má của bạn đó. Ôi, mình là mình không có giỡn với bạn đâu nha, không có chơi gì má mình vậy đâu, mình mát má mình đó. Không nhận ra luôn. Có quỷ cái sao chưa chịu vậy đi học bài. Má mình ra kìa. Trời ơi đừng có giỡn má đó. Giỡn nè. Trời ơi má hả? Trời đất ơi má ơi, cái gì mà bữa nay má lố quá vậy? Lố cái gì? Bất quá tao giống như cái chầu khó bông thôi chứ làm chứ ghê chứ vậy. Má dễ sợ quá. Đâu đẹp đâu. Quay vòng cho con coi coi nè. Cái gì vậy? Tự nhẹ. Quần sọt ở trong bà ơi. Bà sao lo xa quá. Bây giờ sửa soạn xong hết chưa? Nè. Dạ rồi. Bây giờ cắm cái đèn cày lên. Dạ. Rồi khi nào á mà ba con nghe tiếng chuông cửa đó là ba mày về đó. Má đốt lớn lên cái con tắt đèn hay chưa? Rồi khi nào mà ba vô cái xong cái mình hát bài chúc sinh nhật mừng nghe chưa? Dạ. Yeah. Đó. Ba về. Trời ơi ông về rồi. Trời ơi ông về rồi. Trời ơi chồng tôi về rồi. Ba về má, ba về, ba về má. Ông về rồi. Trời ơi. Về rồi, bây giờ phải làm sao? Hồi nãy giờ tính sao? Bây giờ má phải làm sao? Bình tĩnh. Hồi nãy má con mình tính sao đây? Đúng nên. Rồi. Đúng nên xong rồi. Rồi má ra má mở cửa cho ba nha. Con chạy vô con tắt đèn. Khoan, tao run quá. Rồi xong rồi nha.
rồi tượng trưng đi, tượng trưng đi, tượng trưng đi. Rồi vậy đi, rồi, vậy xong đi. Rồi, vô tắt đèn nha, tắt đèn nha. Tắt đèn nha, chuẩn bị nha. Xong chưa? Rồi tắt đèn đi, tắt đèn, đếm đi. 1, 2, 3, tắt đi. Mở cửa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi. Rồi mở đèn, mở đèn, mở đèn, mở đèn. Mở đèn. Anh em, à trời. Ông Tám. Ông đâu đây? Cúng vô hồn xong đốt nhang. Trời ơi, cái bánh sinh nhật của ta tự nhiên cái thổi vậy à? Ủa, ai biết? Sinh nhật hả? Sinh nhật của chồng tôi không nổi. Sinh nhật ai? Tự nhiên vô thổi cái nến chồng tôi chứ vậy đâu đây? Thì chuyện là gì? Mấy ngày nay không thấy con My nó qua nhà tôi chơi. Chị biết tôi ở con mình, không có con cái gì hết trơn á. Tối ngày nói chuyện với chó với mèo không à. Lâu lâu có nói qua nói tiếng người nghe cũng đỡ buồn. Ê ông đại, con tôi là thú hay sao qua nói chuyện với ông, với ông nội? Thì nó đó, có tiếng người với đỡ buồn. Nhưng mà tôi nói nghe nè, cái chuyện đó thôi để ngày mai đi nghe chưa. Còn một lát đây là chồng tôi về. Vợ chồng con cái chúng tôi tổ chức sinh nhật. Mà sinh nhật gia gia đình nhà tôi có cái truyền thống là hễ mỗi lần mà có tiệc tùng là không mời người ngoài đó. Thôi mà tôi hàng xóm mà. Hàng xóm chứ anh loan nha, anh giữ sinh nhật người ta để có quà cáp gì không mà là sinh nhật. Có quà chứ. Đây. Có quà luôn má ơi. Cái này là tính qua tặng cho con My, nhưng mà thôi sinh nhật của chồng chị là tặng chồng chị được không? Thôi, anh làm chồng tôi con nít vậy. Thì thôi là con lấy đi con. À, cảm ơn chú Tám. Trời ơi, lại chơi đi mà. Tôi nói cho anh nghe, tôi đã nói rồi, cái truyền thống gia đình nhà tôi là sinh nhật tiệc tùng là không mời người ngoài. Với lại anh mà có qua phải có quà, có cáp, tự nhiên có cái cục kẹo không à. Mà anh đòi ngoài ở đây ăn sinh nhật là sao? Thì không được hả? Thôi bỏ nó đứng đợi chút xíu đi, bởi vì tặng quà chi không biết nữa. Đây đây. Ăn cái gì mà ăn, lụm giấy lại dán lại trả. Lại trả nè. Ê kiểu rồi, 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 không đi về. Mở đi đây về. Sao ăn được. Đi về giùm tôi, đi về giùm tôi đi, trời khổ quá. Đó, đi về giùm tôi đi nghe chưa. Nhưng đó. Mà trời ơi tôi đó. Kẹo mở ra rồi rồi sao. Kẹo mở là cái gì, đi mở đi về giùm tôi đi. Ba về, ba về. Cái gì vậy? Ba về. Má ơi, ba về, ba về, ba về. Chồng tôi về, ông đừng có ra mở cửa. Ra mở cửa chồng tôi hết bất ngờ. Bây giờ ông ở đây luôn tại chỗ của tôi. Ở đây tôi mời sinh nhật. Cái gì? Tôi mời hả? Sinh nhật. Tôi chết được rồi. Tôi mời sinh nhật. Trời ơi, không được. Cái gì vậy? Mỗi lần tôi hồi hộp rồi tôi mắc ra. Mắc cái gì? Trời ơi, mắc cái gì? Bây giờ tôi chuẩn bị tôi tắt đèn rồi. Ông đây ông vô nhà vệ sinh, ông ra mở đèn sáng trưng chồng tôi hết bất ngờ sao? Chuẩn bị tắt đèn không? Tắt đèn. Chuẩn bị tắt đèn. Giờ sao? Má mở cửa nha. Ráng, ráng nín, ráng nín, ráng nín. Ráng nín nghe chưa? Rồi, tắt đèn con. 1, 2, 3, tắt đi. Mở cửa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thổi đi, thổi đi, thổi đi, thổi đi. Mở đèn. Anh ơi, có biết hôm nay ngày gì không? Hả? Biết hôm nay ngày gì không? Dạ, cho xin tiền rác. Dạ. Để kiếm. Kiếm cái gì? Để cục kẹo, lấy ngậm rồi thổi cái đó văng cục kẹo mất tiêu rồi. Nè, ngậm đỡ cục của tôi đi. Lấy ra đây cục đi. Rồi cảm ơn. Nè. Làm ơn làm phước đi, thâu tiền rác rồi đứng ngoài cửa kêu được rồi. Tại sao ban ban đây ngồi chứ vẫn nổi? À đâu biết đâu, tự nhiên thấy cửa mở vô tổ chức sinh nhật. Ủa sinh nhật của mình hoành tráng quá, có lân nữa hả? Cái gì? Lân gì? Cái gì mà sinh? Nghiêng con lân. Để người ta nói. Anh có biết là anh vô đây anh có 3 điều sai lầm không? Dạ sai lầm gì ạ? Điều sai lầm thứ nhất á. Nhưng mà dù gì á thì trước nhất cũng cảm ơn. Hôm nay là cảm ơn vợ chồng của anh chị. Không phải. Nói tầm bậy tầm bạ, ông nghĩ sao nói tôi là vợ của cha nội đây. Ủa chứ ai vậy? Hàng xóm thôi. À quan sinh nhật ké hả? Mà hôm nay tổ chức sinh nhật cho chồng tôi. Dạ. Chứ không phải tổ chức sinh nhật cho anh, nghe chưa? Thâu tiền rác thì đứng ở ngoài kia mà kêu. Tiền rác bao nhiêu? 20 ngàn. Rồi đi về đi, ngày mai qua đây thâu đưa cho 40 ngàn được không? Dạ được hả? Dạ. Đi về đi. Trời tưởng đâu thì mình hôm nay tự sinh nhật của mình mà mình không biết luôn chứ. Dạ. Dạ sao ạ? Ba về, ba về má ơi, ta về. Mời ăn sinh nhật luôn.
Bởi vì tôi không muốn chồng tôi mở cửa ra thấy mấy người mời ăn sinh nhật luôn. Trời ơi chết tôi rồi. Không quản nữa. Trời ơi. Tôi hết đâu. Cái gì? Tôi mắc nữa rồi. Bây giờ mắc lắm phải không? Ráng nhịn đi, chồng tôi thổi nến xong xu rồi tha hồ mà đi nha. Ráng nhịn, ráng nhịn, ráng nhịn đi. Má. Rồi, má mở cửa. Rồi, chuẩn bị tắt đèn nha. Rồi, tắt đèn. 1, 2, 3, tắt đèn. Mở cửa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mở đi. Ôi thần linh ơi, tại sao mọi người lại biết hôm nay là sinh nhật của em? Cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ chưa ai biết sinh nhật của em hết, thế mà hôm nay gia đình này lại biết hôm nay là sinh nhật của em. Đã thế tôi còn tổ chức sinh nhật cho em nữa. Ôi những người không quên. Bệnh đi, xúc động quá khóc đúng không? Không phải. Sao? Thấy lạ quá, dày dày mà lấy nhau đẻ được cái này. Cái gì vậy ông? Ôi thần linh ơi. Ủa cho chồng bả mà, chồng bả mà. Em không phải. Chị em không quen biết. Bé chị cũng không quen biết. Hai anh em cũng không quen biết. Thế mà tổ chức sinh nhật cho em. Em cảm động quá đi mất. Quà em đâu? Trời ơi, sao lại có? Ôi, chị không có quà cho em à? Không. Ôi, thế bé không có quà cho chị à? Con có. Anh. Ừ? Anh có quà cho em không? Hôm nay sinh nhật của em đấy. Quà không có, có lòng được không? Ôi trời ơi, quý hóa quá đâu anh? Bế bên nhà này bán cháu lòng đang ế đó. Có một cục quà ăn không? Chẳng nhẽ không ai có quà cho em à? Có ai có quà cho em không? Ôi, tráng sĩ của lòng em. Anh có quà cho em à? Muốn lấy mấy bịch? Bịch gì? Rác. Trời ơi. Trời, ta tới thâu tiền rác mà hỏi món quà, món quà. Bà tào lao mới ớn luôn. Trời ơi, tại sao mọi người lại không có quà cho em vậy? Quà gì trời ơi? Nhưng không sao, nhớ ngày sinh nhật của em, mua cái bánh kem này là em vui lắm rồi. Ôi chị ơi, nhầm rồi. Nhầm gì? Em là Thanh, mà sao chị ghi tên là Thành? Chị dư dấu huyệt rồi để em mời. Ôi sao vậy? Thành là tên của chồng tôi, hôm nay tôi tổ chức sinh nhật cho chồng tôi. Bà ở đâu bà sân sơ sân sát cho bà nói sinh nhật của bà vậy? Ai đây hả? Không quen biết gì hết á. Không phải à? Tôi. À không, nó chảy rồi. Ai vậy, ở đâu vậy? Vâng, em xin giới thiệu với anh chị. Em là nhân viên tiếp thị. Em đi bán dầu gội đầu này, sữa tắm này. Dạ có cả kem trộn nữa. Chị ơi, chị muốn hỏi em cũng kem trộn đi. Kem này á, làm trắng da á, chị bôi vào bảo đảm da chị đen. À không, không, da chị sẽ trắng. Qua bà ơi, qua bà ơi. À chú ơi, cháu có chai gội đầu này. Ừ. Chú ơi, chai gội đầu này á không có dụng tóc đâu, chú mua cháu nhá. Thôi, có bán thuốc bách nôi không? Có bách nôi là cái gì hả chú? Bô nách á. Không, chết rồi, hôm nay cháu thiếu sót, cháu không có bách nôi. À, cháu có cục đèn chua xài đỡ được không? Không ai mua ủng hộ cháu hả? Chắc là cô đi chỗ khác đi chứ không, ở đây không ai mua đâu nha. Ai ủng hộ tôi đi, không ai ủng hộ tôi à? Hôm nay là sinh nhật của tôi mà. Có. Đừng có múc nghe, giữ giùm đó. Hôm nay là sinh nhật của em. Vâng. Anh sẽ mua hết tất cả. Anh. Và đặc biệt. Sao anh? Em muốn ăn gì, anh mời em cái đó. Trời ơi, người hùng của lòng em đây mà. Ừ. Anh ơi, hôm nay em thích ăn phở. Em thích ăn phở phải không? Vâng. Đi, mình ra
quán bún bò. Ơ hả, sao anh lại biết em rất là mê bún bò? Thôi mình đi ăn chè anh nhá. Em khoái ăn chè. Vâng, mình ra quán kem đi. Đi anh ơi. Hả, quán kem ở đâu? Xa không? Không, không xa lắm đâu. Gò Vấp à? Gò Vấp á? À? Gò Vấp ở chỗ nào nhỉ? Mình ra mình gặp cái Gò mình Vấp mà tới Gò Vấp. Ok à, mình đi đi. Ôi lấy kem nha. Nè mình nhớ mai qua lấy nha. Anh ơi, hay là mình đổi địa điểm đi. Mình đi Hóc Môn đi. Làm sao em? Là mình vào trong Hóc mình ăn khoai môn đi. Em lạ quá. Anh đi đi Củ Chi đi. Mình ra mình chỉ. Ôi em bậy rồi, em bậy lắm. Trời ơi. Cho tôi đi toilet. Đi cái gì? Nãy giờ trước quốc là thấy chưa, toàn gì đâu không à. Thôi thôi giờ bây giờ coi như là không có ai giờ đi về. Thôi tôi về nha. Về đi mệt quá thiệt tình. Bay về, bay về, bay về, bay về. Cái gì vậy? Sao chị chưa có về vậy? Dạ em quay vô đây à, em muốn nói với anh chị. Vâng. Dạ sau một thời gian dài tụi em tìm hiểu. Ừ? Vâng. Và chúng em quyết định là chúng em yêu nhau. Vâng. À và cảm ơn, mong các anh chị ở đây dính dáng cho tình yêu của tụi em. Vâng. Và chúc anh chị được hạnh phúc đi. Vâng. Mình đi ra, đi đăng ký kết hôn đi. Vâng, đi lên phường đăng ký kết hôn đi. Cảm ơn nhé. Ủa tụi nó quen nhau thời gian dài là khoảng bao lâu vậy? Nửa phút. Bây giờ sao, tôi về được chưa? Về, cái đi cảm ơn nha trời ơi. Xong nãy giờ tôi quăng mà. Cái gì nữa vậy? Tắt đèn má, tắt đèn, tắt đèn. Thôi tắt đèn nữa con ơi. Tắt đèn nãy giờ gặp tầm cô hồn kết tán đâu không con ơi. Bây giờ má ở đây đó là chừng nào má mở cửa ra rồi. Đi xếp, đúng không? Hát nữa hả? Hát. Hát ngoài gì? Mở cửa. Chết cha. Lộn nhà. Ây da, cứ vậy hoài. Và quà năm ngoái năm nay chưa xong nữa. Quậy thiệt. Xin vô eo, xin kiếm nhà cho xong. Trời ơi, cái thằng này đó, nó giao quà từ năm ngoái tới năm nay mà cũng chưa xong. Lần nào nó cũng ngoài nhà tôi hết trơn. Thôi cảm ơn chị nha. Ừ, khổ quá đi chị. Anh đi đâu đây? Anh đi vào cho tôi. Đi vào cho tôi. Đi vào. Đi vào. Đi vào. Vậy sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Muốn làm gì? Bây giờ mày sao lại muốn như thế nào? Bây giờ ý mày sao? Ý mày sao? Ý mày sao nào? Thì tỏ ý mày em, ý mày sao? Bây giờ hai người muốn gì? Chia tay. Được. À, báo với anh chị. Sau thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã đến với nhau. Nhưng mà khi mà ở bên cạnh nhau chúng tôi mới hiểu ra chúng tôi không hợp nhau. Được. Và chúng tôi quyết định chia tay. Chia tay. Đi vậy, đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi. 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 Đường tao đi đường tao. Mày đi đường tao. Đừng có theo tao nha. Mày theo tao nha. Mày theo tao nha. Đường vô nhà con á. Đường vô nhà con. Đây. Dạ, xuống phường đi vậy đây. Đi. Đi. Nè 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 nè. Cô đang theo tôi nha. Cô đang theo tôi nha. Theo nào? Theo nào? Cô đang theo tôi nha. Người ta đi ra theo nào? Bây giờ nói thẳng ra bây giờ cô ý con sao? Bây giờ ý anh sao? Ý mày sao? Bây giờ tao muốn yêu nữa đó. Dạ tao cũng muốn yêu đấy rồi sao? Giờ tao yêu lại gì đâu. Tao nói là tao yêu mày. Bây giờ Hai người muốn sao? Yêu nhau. Trời đất ơi. Xin báo với anh chị là bất cứ tình yêu nào cũng có sự gây nhau. Vâng. Sau thời gian tìm hiểu và gây nhau. Vâng. Và chúng em quyết định là ly dị. Vâng. Và rồi giờ đến bây giờ thì chúng em quyết định yêu nhau. Yêu nhau và cưới nhau. Vâng. Và chúc anh chị ở lại hạnh phúc. Vâng. Vâng. Đi. Cảm ơn. Đăng ký kết hôn tiếp đi. Yêu nhau, nó kết hôn, nó ly dị rồi nó tái hôn, trong thời gian là bao lâu? Kệ mẹ nó đi. Thời gian cũng quan trọng. Thì bây giờ ráng đi. Cái gì nữa? Không phải, anh đi vô đây cái tự nhiên chồng tôi về, cái tự nhiên anh bò ra vậy là chồng tôi đó. Hiểu lầm hả? Hiểu lầm nữa. Nè, dạ. Con gọi điện thoại cho ba chưa? Hồi nãy con gọi mà không có được. Đi gọi lại cho ba đi. Dạ. Ráng nín đi nha, ráng đi. Thiệt tình à, ba thiệt á. Đi đâu mà tới giờ này cũng chưa chịu về. Mày thổi nến thì để nến kia vẫn biết nữa con này. Gọi cho ba chưa con? Dạ alo. Dạ. 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 Dạ 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 dạ. Gì dạ lia vậy? Gọi chưa? Gọi rồi. Rồi sao? Mà ba không có nhấc máy, cô nào có trả lời con á.
Thấy chưa? Tại sao bữa nay chồng chỉ biết sinh nhật mà lại không về sớm? Hả? Để điện thoại thì không trả lời. Chắc chắn trong cái thời điểm này là ổng đang ở với cô thư ký trong khách sạn. Bậy đi. Chồng tôi là nhiều khi bắt đi họp giao ban cuối tuần rồi trễ. Giao ban xong rồi giao cái khác. Giao khác là giao gì má? Giao búa. Mày đi vô trong nhà đi. Để tao chuẩn bị tao giao cái nhà này. Nè, anh đừng cứ sỉ nhục phỉ báng chồng tôi cái chuyện đó nha. Anh lạ như là chồng tôi là cái thứ háo sắc đó nè. Nói như vậy rồi con gái tôi nghe được sao? Tôi chỉ lấy cái kinh nghiệm đàn ông tôi nói chị nghe. Kinh nghiệm anh sao? Tôi đàn ông tôi biết mà. Thấy không? Cái giờ phút này không có nhà chỉ có những cái chỗ đó thôi. Tôi nói chị biết, giờ này là ổng đang ở kế cô thư ký xinh đẹp, mặc đồ rất đẹp. Ê, xin lỗi nha, con này cũng đâu có xấu gì đâu. Chị mặc đồ đẹp, nhưng bên trong nội thất chị đã xuống cấp rồi. Tôi biết chắc như vậy. Đó, thư ký nó đẹp lắm chị biết không? Da nó trắng, thấy không? Rồi giờ này, nó đang nhìn ổng mà mắt say đắm. Rồi bắt đầu nó từ từ nó tiến lại gần. Làm cái gì vậy hả? Nó làm cái gì? Lúc đó nó sẽ hát. Nó hát chị, chồng chị đang ngồi đây. Đừng xa em đến đây, khi bóng đêm càng ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy hôn em trong tay, cho anh biết anh cần em. Và hãy nói anh sẽ yêu em. Từ 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 nó tiến lại chồng chị. Nó nắm lấy cái đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật chặt. Thấy chưa? Hai đứa nó xoay nhau quằn quại trên giường. Mày nói cái gì hả? Mày nói cái gì? Mày bà nội cha mày, bà nội cha mày nghe. Mày sống với tao bao lâu nay hả? Rồi bây giờ mày nói là tao xuống cấp hả? Tao xuống cấp hả? Tao xuống cấp hả? Tôi là tám mà. Tôi phải chồng gì đâu. Xin lỗi, đứng lên đi. Mà mới đè gì đến người tôi vậy? Nội cha tôi biết tôi đè gì đến người anh. Sao nó nóng quá? Mà thật sự là như vậy sao? Ba về, má ơi, ba về. Con mở cửa cho ba. Mày ra mở cửa. Con mở cửa cho ba nha. My. Dạ, con chào ba. Con gái của ba, hôm nay mặt đẹp quá ta. Sinh nhật ba mà. Ủa, bạn con qua chơi hả? Dạ, má. Trời ơi, Minh. Đây nè, anh nói mình nghe. Mai là sinh nhật của anh đó. Anh đi làm về hả, chở chút xíu, anh uống một bánh kem tí nữa gia đình ăn sinh nhật nha. Để xuống đó đi. Ủa? Tám à? Anh chưa về được đâu. Cái gì vậy mình? Để tôi nói. Bởi vì nơi đây sắp sửa có một cuộc thảm sát. Ngôi nhà này sẽ trở thành một ngôi nhà màu đỏ. Và anh Tám sẽ là người chứng kiến cuộc thảm sát này. Cái gì? Mình nói cái gì xin nhật vui mà chứ mình. Tôi thành. Chuyện gì vậy anh Tám? Anh đừng có nói gì hết. Nhưng mà sinh nhật tôi vui vẻ là. Anh im đi. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ... Con đi vô, một lát chừng nào thảm sát tao kêu mày ra. Dạ. Giết nó. Rồi tôi sẽ giết tôi luôn. Tôi sẽ giết tôi luôn căn nhà này. Vợ chồng con cái chết chùm ngày hôm nay. Anh đừng có tưởng anh thoát. Không sao. Khi mà tôi giết tôi rồi, tôi sẽ ráng cầm tụi tôi lết lết kế bên anh. Tôi lấy cái bàn tay của anh ra, tôi đặt con dao để vào tay anh. Anh sẽ là một người giết ba mọi người, lúc đó anh bị tử hình. Cái gì vậy? Hôm qua tôi ăn sinh nhật không à? Sao tử hình là sao? Mình làm cái gì vậy? Hôm nay sinh nhật của anh vui. Làm cái gì mà mình... Anh đừng nói gì hết. Im lặng đi. Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối mà. Anh đừng nói gì hết. Nhưng mà chuyện gì nữa được? Anh đi đâu? Thì anh đi làm chứ đi đâu? Anh đi làm mà tại sao anh bỏ áo vô quần? Trời ơi! Đi làm không ra không cho bỏ áo vô quần hả? Tôi quên. Đi làm tại sao rút cài thuốc lên đây mà không cài dưới đây? Thì anh mới họp xong phải ăn mặc lịch sự chứ em. Tại sao để tao áo này mà xăng lên? Mình làm cái gì vậy? Rồi giờ sở thích của tôi. Rồi tại sao mang cái nịch? Thì là thư ký mới cho đó. Cái gì vậy Tám? Mày lấy gì là thư ký á? Mày mang cái nịch thư ký á? Mày mang cái nịch thư ký? Em là Tám mà chị.
nhưng mà cái không khí anh tôi đang mắc mà quánh chết. Có chuyện gì anh không hiểu, anh có làm cái gì đâu. Anh không làm cái gì hả? Có phải bây giờ anh chê tôi xấu, anh chê tôi già, anh đi cặp bộ con thư ký đúng không? Mình nói anh không có hiểu gì hết á. Không hiểu kìa, không hiểu tôi kìa. Tôi cặp bộ cái gì rồi, bình tĩnh đi. Không hiểu kìa. My à, My. Dạ, dạ. Ra đây chú kêu. Không hiểu kìa. Dạ, cô sao chú ta? Con đi vô. Dạ. Lập tức lấy một ly nước ra đây. Dạ, nước gì chú? Nước sôi. Trời đất ơi. À không, nước lạnh. Bình tĩnh đi. Hai vợ chồng không có gì phải mà phải là lớn tiếng cái gì chứ. Mình nói cái gì nãy giờ mình nói gì tôi không hiểu gì hết á. Tôi biết là sao anh hiểu được, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Chị à, bây giờ mới uống nước nó làm gì? Để hạ quả xuống, mình phải sáng suốt bình tĩnh để giải quyết cho gia đình ha. Chuyện đâu còn ở đó, uống một ngụm nước vô người nó sẽ hạ quả ha. Tôi nghe là anh tôi uống đi. À, chuyện ngoại tình từ từ tính sao ha. Mình làm cái gì vậy? Quên. Trời ơi, đừng, đừng đá vô trong đây. Ngoại tình hả? Tôi ngoại gì đâu. Tao lộn. Bây giờ mình bước qua đây tôi nói chuyện với mình nè. Nãy giờ chuyện gì tôi không hiểu gì hết á. Còn chuyện gì nữa, ông dễ sợ quá ha. Bây giờ sao, bây giờ thôi được rồi. Tôi nhịn ông hay chưa, hôm nay là ngày sinh nhật của ông nha. Bình tĩnh đi chị. Cắt bánh cho nó. Cắt bánh đi. Cắt bánh ăn xong xuôi rồi nói chuyện. Đúng rồi. Ăn uống gì chưa? Quên rồi. Tại sao ăn rồi? Tôi không có ăn bánh gì nữa hết á, không thấy gì có vui đâu mà. Ăn thư ký xong rồi no rồi ăn gì nổi. Trời ơi, kìa ông bình tĩnh đi. Con ơi, có con dao đi. Con dao đi. Hả? Tôi hỏi ông nè, tại sao ông ngoại tình hả? Cái gì, ai ngoại tình? Ông ngoại tình. Tôi ngoại tình chỗ nào, mình kiểm tra đi. Ông có biết hôm nay là ngày sinh nhật của ông không? Tại sao ông đi giao ban ở trong khách sạn? Tại sao ông đừng xa em đêm nay? Rồi tại sao ông cái gì nói? Nhắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật nâu. Tám. Anh tin là vợ tôi không giết anh mà tôi giết anh đâu. Dạ dạ được rồi, tôi xin nín. Nhưng mà nín ở đây thôi nha, ở dưới không được. Lẹ lẹ giùm chứ. Bây giờ anh nghe tôi hỏi nè. Bây giờ anh chói phải không? Ngồi đó mà làm chứng hay chưa? Nếu mà anh chói ha, tôi hỏi anh, tại sao hôm nay anh đi về trễ? Đúng không? Đúng không? Đúng tại sao hôm nay về trễ? Trả lời đến Thành ơi. Bây giờ mình muốn cái gì mình nói đi. Không trả lời. Hả? Không trả lời là sao? Hả? Trả lời giùm tôi đi. Ờ. Bây giờ không trả lời. Bây giờ hỏi con. Được. Người ta không? Nói là đi hỏi nhà về hỏi cửa. Cái hỏi gì vậy? À không, đi hỏi già về hỏi trẻ. Đi. Dạ. Ra má biểu. Dạ má. Mày nói cho ba mày biết đi. Mày gọi điện thoại kêu ba mày về. Dạ. Ba mày không bắt máy. Mà con nào đó nó bắt máy bà nội cha. Mình nói cái gì vậy hả? Mày nói đi. Anh đừng nói gì nữa. Đúng rồi, hồi nãy con gọi cho ba mà ba không có nói chuyện với con. Cô nào cũng nói chuyện với con á. Nghe không? Nói cái gì vậy Bi? Con... Anh đừng nói gì hết. Tôi là người chứng kiến từ đầu tới cuối. Anh chứng kiến chuyện gì hả anh Tám? Nói tiếp đi. Cô nào bắt máy? Nói gì? Nói chậm nghe đi. Cô nói gì? Cô đó nói tò te tí, tò te tí. Chết rồi. Là sao? Cái con nhỏ này nó chuyên nghiệp quá rồi. Nó là sao? Nó chơi tới nhạc cụ luôn rồi. Mày Ông im đi. Ông đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Nói tiếp đi. Còn nói cái gì vậy mày? Thì cô nói tò te tí thôi. Ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau nhé. Thấy ghê chưa? Nó nói thuê ba quý khách không gọi. Tôi thấy cái gì nó sai sai trong này. Ê, hình như là mấy cái này là hình như điện thoại ai cũng có phải không? Đúng rồi, hết tiền, hết pin, thấy không? Là tổng đài ta nói vậy mà. Chứ đâu có ai nói gì đâu. Có thiệt vậy không con? Mình ngộ ra được chưa? Bởi vậy mà, anh nói mình nghe nè. Anh nói em biết bao nhiêu lần rồi. Chuyện gì cái cũng phải từ từ. Lúc nào cũng làm quá hết á. Thì lúc nãy á, anh mới gọi điện thoại về nói chuyện với con. Là ba bận họp một tí, ba về sau. Trước khi đưa về á, điện thoại hết pin sao anh biết được. Giờ anh ghé anh mua cái bánh về. Đúng rồi. Vậy giờ anh tám con ra cái gì nữa hả? Đúng rồi. Đâu chị có. Là con người quá nóng nảy, không có biết bảo vệ hạnh phúc gia đình gì hết. Sai quá. Nhưng mà đâu phải là tự nhiên em nghi ngờ về anh đâu. Đầu tiên ai bày ra chuyện đó? Em đối với anh như một tờ giấy trắng. Nhưng có một kẻ làm cho em thành tờ giấy đen là cho tám rồi nè. Cái gì? Ông nói là chồng tôi đi với thư ký, rồi chồng tôi là giả bộ họp giao ban, rồi bài hát. Chính là ông chứ là ai nữa? Có lẽ tôi mắc quá tôi nói hoảng loạn. Tôi có nói ư? Trời ơi! Giờ còn hỏi tôi có nói ư nữa hả? À, vậy thôi được rồi. Lỗi tại anh á,
Bây giờ tôi nói thiệt chị. Vậy? Bây giờ tan quan hết ngày sinh nhật còn cái gì nữa mà vui. Thôi 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 em xin lỗi anh nha. Em cũng cũng nóng quá, em tầm bậy em hứa với anh từ này về sau không giờ nghe lời cho tám này nữa. Bây giờ nếu mà như vậy thì giờ em đền bù anh. Mình đi ăn nhà hàng đi được không anh? Thôi bà đừng giận em nữa, bà sinh nhật vui lên bà đi ăn nhà hàng nha. Ăn nhà hàng á? Thằng năm sau nha. Cho trả đi không? Cho tôi đi với. Anh đi theo anh phá gia đình tôi nữa hả? Hồi nãy giờ tính qua tốt đèn cày thôi. Mà đứng nói chuyện hồi nãy giờ chịu đựng. Giờ tôi đốt pháo bông rồi đó. Cho tôi đi. Anh về anh thay đồ đi. Để anh sinh nhật gia đình tôi luôn. À cho phụ quán tôi đi theo luôn nha. Phụ quán anh hả? Ờ, anh với phụ quán phải không? Ờ để tôi kêu. Ờ. Ồ nó kêu tôi nè. Alo. Ừ bằng hả? Ừ bằng đồ đẹp đi ăn sinh nhật anh chị Thành nha. Ừ buôn bán cái gì mày bán hết đồ cháo luôn hả? Ơi hay quá giỏi quá. Ừ bán luôn bàn ghế hả con? Cái gì công an hốt cái châu lòng của tao hả? Trời ơi nhiều chuyện chứ, công an hốt cái gánh châu lòng của tôi rồi, đắng lòng tôi nhiều chuyện.